Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Hai truyện ngắn Đầu gà đích dịch Và truyện ma rừng Hai truyện này được trích trong tập truyện ngắn Tâm trạng hồng Của nhà văn Bình Nguyên Lộc Do nhà xuất bản Sống Vui Phát hành tại Sài Gòn Năm 1963 Người đọc Thái Hoàng Phi Chuyện thứ nhất Đầu gà đích dịch Người ta bảo Sẩm lai đẹp hơn sẩm thiệt Nhưng lai với dân gì mới đẹp Hình như với dân gì cũng đẹp cả Ngọc nghĩ như thế Nhưng anh ta vừa khám phá ra rằng Sẩm lai cao miên là người đàn bà lý tưởng Người cao miên tương đối Thì cổ sơ hơn các dân tộc khác ở Đông Nam Á vậy người đàn bà cha tàu mẹ miên vừa có sắc đẹp lại vừa ngây thơ chân thật dễ yêu lắm anh khám phá ra như thế vì anh vừa làm quen được với một cô sẩm thứ đó anh rất ghét bốn tiếng đầu gà đích vịt người mình dùng để gọi thứ người này bốn tiếng ấy xấu lắm mà những cô nàng này lại đẹp và dễ thương ngọc gặp cô nàng trong một nhà quen ven biển hồ nàng không biết tiếng Việt Họ chào nhau rồi nhìn nhau mà cười Ngọc Tịnh đưa hết cái giống liếng tiếng quảng của mình ra Để trò chuyện với thiếu nữ Nhưng khi nhìn lại cái trán của gia nhân Anh ta cục hứng Nhiều sợi tóc nhỏ rủ xuống cái trán sáng rỡ của người đẹp Đó là lối để tóc của người đàn bà tiều Trông ngây thơ lạ Cú <laughs> nương chia à tệ Chàng nhìn cô gái mà nói như thế Khiến cô này và cả nhà cười ngất Cú nường là tiếng quảng Chia tẻ là tiếng tiều Anh ta chỉ biết có hai tiếng tiều sau đó Nên ráp lại mà nói thế Thật đầu gà đích dịch Giả lại Ngọc chỉ là khách thôi Một người khách Lại mời một người khách khác Cô nương sơi nước Thì chướng vô cùng Nên chàng bị cười là phải Nhưng có lẽ nhờ thế mà cô gái có cặp tình với Ngọc Cô gái nói với giọng mũi theo lối người tiều châu Thỉnh thoảng trò chuyện với chủ nhà, người Việt lai miên, vừa chỉ chàng. Chàng thấy đối với á sẩm, không cần giữ lễ độ nhiều, nên cũng sắp lại mà nói. Nói như người cầm, nghĩa là bằng điệu bộ. Á sẩm cười rủ rượi rồi cũng đáp lại bằng bộ tịch. Lạ lắm là hai người hiểu nhau. Ngọc hỏi bằng bộ tịch. Cô nương tên gì? Xíu Tiên. Cô sẩm đáp bằng lời. Cô nương còn cha mẹ không? Cha mẹ em đã qua đời. Để đáp điều này, cô nhắm mắt lại, rồi làm bộ ngã xuống. Xong cô ta làm bộ gạt nước mắt, chỉ lên đầu nói để tan. Cô nương mấy tuổi? 19. Cô nương có chồng chưa? Chưa. Vở kịch cầm này chỉ dẫn được đến đó, vì các điều khác khó quá. Ngọc ra bộ không được Mà dầu có ra cô á cũng chả hiểu Cô gái trên mặc áo sẫm ngắn bình dân Dưới mặt xà rông nam giang Bằng lụa dệt bông rất đẹp Ồ Hai bàn chân non như chân em nhỏ Lại chân không Uổng chưa Nửa giờ sau cô bé ra về Ngọc lò tò đi theo Chàng dở ngón tán ngay Chàng chỉ tay vào trái tim Cô bé ngơ ngác chẳng hiểu gì cả Chàng đổi chiến lược Chỉ tay vào bụng Quả nhiên cô bé hiểu Và mắc cỡ đỏ ửng mặt lên Họ đi lâu lắm mới đến một cái tha la Cô ả làm thinh leo thang Ngọc làm ly Không ai mời cũng cứ leo theo Cô gái mắc cỡ Vì cô mặc xà rong Lại đứng trên Cô xây lưng lại ngồi trên một nấc thang Phủ xà rong rất khéo và kín đáo Cô mỉm cười ra dấu bảo Ngọc xuống vô tình Ngọc quên rằng Chàng đứng dưới một cô gái mặc xà rong như thế là vô lễ Đến chừng cô gái biểu thế Chàng mới nhớ ra Và mặc dầu cố lì Chàng cũng dương lời Xuống thang gian ra xà. Bây giờ cô gái mới leo lên Tới trên sàn cô ta dai lại cười và ngoắt ngọc Chia tế Lần này cô sẵn mời sơi trà Họ nói chuyện liếu lo Không cần hiểu nhau nhưng vẫn thành đôi tình nhân sau một giờ mạnh ai nấy nói Ngọc thấy mình là một người sung sướng nhất đời Vì được người vợ câm và nhất là cô ả chịu chuộng chàng như một con đòi Con đòi tức là người hầu Xíu tiền thuộc vào hạng phụ nữ yêu đương dữ dội dưới bộ tịch thiền lành ngây thơ Đó là hai sự đối chọi rất dễ mê Nên Ngọc sau ba ngày đi lại là đã dọn luôn nhà về ở đó Chàng từ Nam Giang đổi lên đây mới có một tháng Còn ở trọ nhà người ta Nên tội gì mà không xách gói về cái bồng lai kỳ lạ này Cô bé nấu cho chàng ăn theo lối người tiều Nghĩa là rất gần Việt Nam ta Hai vợ chồng không đi đâu cả Cứ ở nhà thương yêu nhau như hai con chim Tối tối chàng dạy vợ Cái miệng Cô bé đáp lại cái miên Em thương anh Em thon an Em đau bụng Em lao bọn Rồi cả hai cười như phá nhà Cô bé dạy chồng hát Huê nía Huê cưng cưng Ngọc lặp lại Hò nái Hò con con Xíu tiền cười ngất Bụng miệng chồng Chỉ lỗ mũi Bảo phải nói bằng lỗ mũi như nàng mới được rồi cả hai lại cười đến rung rinh ngôi nhà cao cẳng tha la họ yêu đương nhau được ba tháng thì một hôm ngọc có việc quan phải đi tỉnh lỵ bạc tầm bông hai ngày sau chàng về tới nhà vào lúc 8 giờ đêm trời mưa dầm rỉ rả tha la trơ trọi giữa cánh đồng dưới một ngọn đèn dầu leo lét thỉnh thoảng trời lại chớp lên chàng thấy nó ấm quá ấm vì kính mưa lại ấm vì tấm tình ai trong đó Chàng dịnh thang leo lên Thì bỗng nghe trên đó có tiếng cười Mà là tiếng đàn ông Rồi lại nghe xíu tiên nói bằng tiếng Việt Y hệt như một cô gái Sài Gòn Thằng chả ngốc lắm Cứ ngỡ em là đầu gà đích dịch thật Nên mê em lắm Hồi chả lại đây Dư được 800 giao em hết Lương tháng nào cũng giao em xuất phát Em đợi chả lãnh tiền kỳ này Là quất ngửi chuối thôi Vừa lúc ấy thì xét đánh một tiếng lông trời cả chiếc tha la và chiếc thang tre đều rung lên kêu răng rắc ngọc bủng rủng tay chân không biết vì sợ sét hay vì cái gì có lẽ là vì con bé đầu gà đích dịch lại biết nói tiếng việt anh ta ôm đầu chạy ngoài mưa một mạch về đến nhà ở trọ khi trước ngọc vào nhà mặt hớt hơ hớt hải như vừa bị ma rượt chủ nhà hoảng hốt hỏi mau vì thế thầy ba trời ơi con bé đầu gà đít vịt ấy Lại biết nói tiếng Việt Con đầu gà đít vịt nào Cái con mà tôi theo mấy tháng nay đó mà Chủ nhà ngạc nhiên một giây Rồi ôm bụng mà cười Trời ơi Té ra thầy làm nó à Tôi ngỡ thầy vui chơi vài tháng vậy chứ Nó là một con ăn chơi Ở Nam Giang đến đây đó mà Sao nó lại giỏi tiếng tiều Và tiếng miên Thì ở đất này Có ai lại không giỏi hai thứ tiếng ấy Hết chuyện Chuyện thứ hai Ma rừng Lão phù thủy và Latex Đang nhìn mặt trời vừa lên khỏi đầu giải hoàng sơn Để luyện phép Thì bỗng nghe tiếng sột soạt Khu lá cây khô trên sân Trước chiếc thảo lư của ông ta Ông tức giận lắm Vì sự lo ra đã làm hỏng một buổi tập trung thần lực Mà trong đó Ông phải dồn hết tâm linh và tư tưởng vào một định ý mới mong có kết quả đôi chút ông day lại mặt hầm hầm nhưng ông bỗng đổi sắc khi nhìn thấy người khách đến không hợp lúc ấy nộ khí của ông biến thành vẻ kinh ngạc ông chỉ biết há hốc nhìn em đây anh à người khách nói vậy lâu lão phù thủy mới hỏi được mày lên đây làm gì nhà có việc gì biến không không nhưng em có việc cần gặp anh lắm Thôi vào đây Hai anh em leo thang tre Mà lên một chiếc nhà sàn cao vội Nhà lão phù thủy Gia La Tết Cũng như nhà của những người Lào khác Cất cao cẳng Lối kiến trúc này được lão ta làm quá lố thêm Vì lão ở biệt tích Dưới chân giải hoành sơn Phía sườn núi hướng Tây Ngó ra lãnh thổ Lào Trung Khi khai nhai Người em dưới làng mới đến Đã ngồi xong trên chiếc chiếu tre lão phù thủy và la tách hối thằng tiểu đồng dọn cơm nếp nấu với sầu riêng để cả hai cùng ăn sáng và la tách từ mấy năm nay bỏ làng vào núi để hái thuốc và luyện phép sống gần như cô độc với một đứa học trò nhỏ trạc 12 tuổi cầm một cục sôi thoa muối vừng bỏ vào miệng gia và la tách hỏi kha nhay Chú mày nói có việc cần Là việc gì đó Cần lắm Vì vậy tôi bất kể ngày đêm Lặng lội tìm anh Tôi tới đây hồi khuya Nhưng sợ anh có buổi văn bùa phép Nên không dám vào Ngủ đỡ ngoài rừng đợi sáng Thì việc gì Mày cứ nói ngay đi coi Số là hai năm liền Vì một lẽ rất kỳ bí Tôi làm ăn cứ thua lỗ mãi À Mày vẫn còn là tù trưởng ở Khâm Phao chứ Còn Và vẫn còn cầm đầu Đoàn người đi bán bò dưới nước Nam Kỳ chứ cũng còn Mà vẫn lỗ mãi Phải Lẽ gì mà kỳ bí dữ vậy Lạ quá anh à Trước kia thì không có Nhưng từ hai năm nay thật là khó hiểu Bò của chúng tôi băng rừng lướt bụi xuống tới xứ Nam Kỳ Thì bò tơ quá bò già Bò mập quá bò ốm hết thảy Bán chẳng ma nào thèm mua hết Thì tại bay đi không nghỉ Bò nó đuối sức nên mới hư chứ có gì lạ đâu Không phải vậy Tụi tôi đêm đi ngày nghỉ Mà đi thiệt chậm Giả lại dọc đường còn phải chờ bò của các làng khác kia mà Và xuống tới núi Bà Rá Bò còn mập tốt như thường kia mà Nhưng hôm sau tới Phú Riền là nó hư ngay Và là Tết trầm tư mặt tưởng rất lâu Rồi mới hỏi em Bây giờ mày muốn gì Tụi tôi bạn với nhau Chắc tại ma rừng của người An Nam hại bò Nên mới ra nông nổi ấy Người An Nam họ không biết gì hết Không thèm cúng quải Nên ma rừng nó giận Nó lộng hành Tụi tôi muốn rước anh đi theo đoàn Để làm phép ếm cho ma nó sợ Tao đi làm sao được Tao đã nguyện không dính dáng đến việc đời rồi mà Anh tu dưỡng luyện phép làm gì Mà em của anh có việc một chút Anh lại không cứu hay là tao về làng Làm phép cho bò mày và bò miệt trên thôi Không được Như vậy bò miệt dưới vẫn bị hại Năm ngoái lỗ quá Họ không tính đi nữa Tôi phải cam đoan với họ là tôi đối phó được Nếu năm nay để họ bị hại nữa Thì còn gì danh tiếng của tôi Và của anh Và là Tết thở ra Không buồn ăn nữa Tha nhai chép mồi vừa khen vừa hỏi Sầu riêng này ngon à ở đâu anh có đây Ở dưới làng họ đem lên biếu Năm ngoái sau mùa bò Cha mẹ và tôi cả nhà đều ăn khoai Chứ tiền còn đâu mà mua nếp với sầu riêng Tội nghiệp mẹ đã già yếu mà ăn cực khổ mãi Và là tết rưng rưng nước mắt gạt ngang Thôi mày đừng nói nữa Để tao đi Điểm khởi hành là chợ sang phóc Cách thạc hẹt 50 số về hướng Tây từ mươi hôm rồi bò miệt trên và các làng lân cận lũ lượt tụ về đó ở rải rác khắp khu rừng quanh chợ và sau đêm ngã trâu ăn khao là đàn bò lên đường trong các bụi mịt trời đàn bò to ước độ ba ngàn con và bọn người buôn bò sắp đặt làm sao cho loại bò nó chọn lựa tướng soái tự nhiên lấy và luôn luôn con đầu đàn là con bò xứng địa vị nhất chừng ấy con người mới ra mặt để dẫn đầu lại con bò đầu đàn kia như thế họ chỉ tốn công điều khiển có mỗi một con Mà cả ba ngàn con đều ép mình vào trật tự Người Lào thật thà thế Mà khiếu dẫn đạo của họ không kém các tay xâm lược danh tiếng của thế giới bao nhiêu Ba ngàn con bò ấy Chà mòn trên những con đường mòn có sẵn trong rừng Đùa gãi những nhánh cây thấp ngang lưng chúng Và quậy nát những bãi cỏ Những trảng tranh Mỗi lần chúng đồn dinh hạ trại Gió cuốn bụi mù Nhánh cây gãy răng rắc và lá khô bị giò nát tạo nên tiếng rầm rì không ngớt như mưa rừng và mỗi lần đàn bò dài hàng ba bốn cây số ấy vượt qua một mang khê một suối dại thì bờ suối nát như về lòng suối nơi đó bỗng rộng ra như lòng một con sông những nơi có quang lộ thì họ đi ban đêm ban ngày vào rừng nghỉ mát và thả bò ăn lá cây những nơi chỉ toàn đường mòn thì họ đi ban ngày Lợi dụng bóng mát của cây dao nhành Trên lối nhỏ ấy cho bò đỡ mệt Và ban đêm thì lại nghỉ Để dễ bảo vệ bò tránh thú dữ Thường thường họ dồn bò vào những đồng cỏ lớn Đốt lửa quanh đám bò Và thức đêm nhìn vào gian rừng mà gõ mỏ tre Để nhát cọp Tùy thế cũng không tránh khỏi sự hao hớt dọc đường Làm thế nào cọp cũng rình sơ được vài con Nhất là vào giữa ban ngày Khi chúng len lỏi trong rừng để ăn lá cũng có một số bò yếu đuối nên chết hoặc que rồi bị họ ăn thịt bù vào đó những con bê đẻ dọc đường đứng lên trám những chỗ trống cho đạo binh viễn chinh bò ấy trám cho đủ số thôi chứ bò con thì bán có bao nhiêu tiền đâu đàn bò giống hệt như một con sông lớn chảy xuôi dòng thỉnh thoảng nhiều con rạch con đổ vào để tăng đại con sông đó đó là những đàn bò địa phương nhập đoàn dọc đường để cùng đi một chuyến Mỗi lần có bò mới nhập bọn là đoàn người dừng bước để thầy phù thủy và la tách làm phép ếm ma và vẽ bùa trên đầu bò. Chủ bò thì ngoài gạo nếp lại mang theo nào là ngà voi, trầm, xà rong, nhiều màu sắc sặc sỡ để bán cho An Nam. Đi một tháng rồng rã họ mới vào địa phận cao miên và phải một tháng nữa mới đến biên giới phía bắc của nước Nam Kỳ. Tùy đường xa vạn dặm thế mà bò vẫn béo tốt vì chúng như vẫn ở trong địa hạt của chúng Vẫn tiếp tục sống giữa thiên nhiên Như hồi ở nhà Qua khỏi Snun Tiến về biên giới Nam Kỳ Thì bò nghe như lạc hướng và rất khó chịu Từ nơi đó Rừng đã biến thành những sở cao su mênh mông bát ngát Không được phép vào đó nữa Nên phải đi trên quan lộ Mà quan lộ ở đây thì ối chào Nắng như thiêu đốt Và hơi nóng từ đường nhựa bốc lên Nghe hừng hực như lửa lò Xe hơi thì dập dìu Bò trong thấy xe Tưởng xe là những con quái vật kỳ khôi Từ đằng xa đâm sầm đầu lại Quái vật này vừa hét gian rền Vừa hầm hừ Vừa xịt hơi ra mũi Mà mũi lại ở phía đằng sau đích Mới lạ cho chứ Đàn bò khó chịu nhất là vì con đường nhựa Đường trái đá thì thỉnh thoảng còn để lòi đất Chúng rất sung sướng mà đạp được cái chất quen thuộc ấy Ở đây chất khắc ín đã đẩy kín đất mẹ Cái đất mà chúng ưa mùi và rút sinh khí từ trong đó ra bò lại sợ nhất những tiếng rồn rộp như mưa rào trên ngói tạo nên bởi móng của chúng nện trên chất nhựa hắc ín cứng ngắc trong sương đêm cũng may là chỉ phải chịu khổ vài ngày thôi khi chúng qua khỏi phú riền phước hòa tới mỹ đức là có rừng rậm nghỉ ngơi lại khỏi phải đi nữa vì đó là chợ bò của nước nam kỳ đó tháng giêng năm ấy cũng như các năm khác chợ tân quyên rất vui sau khi ăn tết ở nhà và cờ bạc Họ được dịp tốt làm ăn Vì chợ bò Mỹ Đức chính là chợ bò Tân Uyên vậy Tân Uyên là chợ quận ven rừng Ngã ba của sự thương mãi với hậu phương rừng sâu Còn Mỹ Đức chỉ là một làng tiền tuyến Dùng làm trại bò vĩ đại thôi Lái bò các nơi đều tề tự về đó Người bán xứ thì ai đồ tể Lo chuẩn bị mua thịt Ai đầu cơ lo mang muối Hộp diêm, gương con, hộp cơm ngũ sắc Lên đó bán cho người Lào Với một giá cắt cổ Ai muốn làm giàu to Thì mang vốn lên mua ngà voi rẻ mạt Đem về rồi mặc sức mà phát tài Vì thế Tin bò lèo về là một tin vui Nhưng người gian bể nghe thuyền đánh cá vào bờ Chánh phủ Nam Kỳ chỉ tiếp đón bò lèo Để bảo vệ họ khỏi bị gạt gẫm cướp bóc thôi Còn thương mãi các thứ vẫn để tự do Chú thích Lèo tức là lào Ai lao Hết chú thích Đàn bò đến rừng Mỹ Đức là hạ trại Mỗi con bò đều có đeo lục lạc bằng gỗ Nên chủ bò vững tâm thả chúng vào rừng cho sống tự do để đợi khách Muốn tìm bò Họ cứ lắng tai nghe tiếng lục lạc lóc cốc mà theo dấu Còn ma rừng thì năm nay đừng hòng mò đến bò Đã có thầy Gia La tách ếm rồi Mó vào có mà chết Người Lào nghe thẳng lắm Bò họ để chung Chẳng thèm là con nào của ai cả Bán được bao nhiêu Con nào cũng bán một giá Họ chia nhau tùy số mỗi người có mà số này thì ai có bao nhiêu khai bấy nhiêu chẳng ai ăn gian ai cả vì vậy đàn bò giống đàn bò chung của một chủ bò nghỉ được hai ngày đêm thì khách hàng được phép đến nơi ai bán thì cứ ở ngoài lộ mà bán ai mua theo người dìu dắt vào rừng mua xong họ sẽ gom bò ra đường lộ cho ta mà trời ơi cách ta dìu dắt để rụng rời khi họ dẫn khách hàng vào đến chỗ mà đàn bò đi ăn rải rác bên trong trời ơi sự tình cũng y như hai năm rồi Bao nhiêu bò tơ mập mạp sỡn sơ Đều quá thành bò già Ủ rũ ốm bầy xương Thế này thì có chết hay không Ma gì mà dữ quá Bất kể bộ phép của thầy Gia La Tách Là một tay phù thủy khét tiếng từ thỏa đến giờ Các tay dịu dắt ôm đầu chạy thoát ra Trong khi những khách hàng an nam Ngơ ngác không hiểu làm cách nào Mà người Lào đưa được những con bò ho lao ấy Từ xứ xa tích đến đây Liên tiếp trong ba mùa bò liền Thầy và La Tết đang ngồi lựa cườm màu Bỗng thấy cái tay dịu dắt khách hàng Hơ hải vừa chạy đến vừa la Chết rồi thầy ơi Chúng nó lại bắt bò nữa Y như các năm trước Tất cả những người Lào có mặt tại chợ Ngà voi Chợ muối hột Đều đứng lên một lượt như có lò xo so bật Rồi ba chân bốn cẳng chạy riết vô rừng Quả thế thật Trước mắt họ bày ra cảnh tượng vô cùng tuyệt vọng Bò con nào con nấy bụng cũng móm sơm còn xương nó thì như đang cố soi thủng da để lòi ra ngoài Họ hỡi ơi Tiết công một năm dài chăn nuôi Và mấy tháng trường băng rừng vượt suối để đến đây Thầy cha La Tết nói Bọn ma này có giỏi lắm mà làm ma có mắt ta Để ta thấy bò tệ như vậy Chứ làm gì mà chúng rút bớt thịt bò được Để tôi giải phép xem thử Nói xong ông nắm tay lại Trăm gì lia lịa một hơi dài rồi búng những ngón tay ốm nhòm vào hướng những con bò Không muốn cựa quậy ấy Nhưng ông đã mỏi mồm đọc thần chú Đã hụt hơi phà khí trừ tà vào hướng bò Những con vật này vẫn nhất định gầy khô Và run rẩy vì già liệt Dưới đây là bức điện văn Của ông tỉnh trưởng Biên Hòa gửi cho thống đốc Nam Kỳ Chợ bò Tân Quyên hoàn toàn thất bại như hai năm trước Stop Người Lào thề quyết bớt chăn nuôi Và không đến chợ này nữa stop họ bảo rừng có ma hại bò stop theo tôi có lẽ một bệnh mới mà mầm bệnh ở rừng mỹ đức stop yêu cầu phái gấp nhiều thú y lỗi lạc đón bò mua rẻ gian đổ về các tỉnh khác để khám stop cần hành động gấp để tránh sự nguy ngập kinh tế cho hai xứ lào và nam kỳ stop ông thống đốc nam kỳ đọc xong bức điện văn này trầm ngâm dây lâu rồi trao mảnh giấy cho viên động lý văn phòng xem người lào nghĩ cũng tội nghiệp ông thống đốc nói mà viên tỉnh trưởng này mới thật là thiếu tưởng tượng chứ được tôi sẽ hành động nhưng chậm chạp thôi để bắt ma của người lào và bắt vi trùng của ông tỉnh trưởng ông nhớ nha năm tới một tháng trước khi họp chợ bò lào ông nhớ nhắc tôi hành động dân và dưới đây là bức điện văn của thống đốc Nam Kỳ gửi cho khâm sứ Ai Lào sau Tết Tây kế đó. Đã thi hành đủ biện pháp để bảo vệ bò Lào. Stop. Yêu cầu khuyến khích người chăn nuôi đem bò xuống như mọi năm. Stop. Bảo đảm an ninh về ma quỷ. Đồng thời thống đốc Nam Kỳ lại gửi lên biên hòa đại đội vệ binh địa phương hầu dây bắt ma quỷ hay vi trùng gì đó giữa hai tỉnh biên hòa và thủ dầu một tại ngay ranh giới tỉnh có một lâm thôn tên là a m làng ấy thuộc về tỉnh thủ tức là thủ dầu một nhưng dân trong làng lại liên lạc mật thiết với tỉnh biên hòa nên thét rồi họ không còn biết họ là dân tỉnh nào nữa dân làng sống về nghề buôn hàng đen hai tiếng hàng đen ấy đã có rất lâu đời và người miền đông ai cũng hiểu nghĩa nó là những con trâu bò trộm được đem đi bán về sau ta có danh từ chợ đen để chỉ một thứ thị trường kia nhưng thử nghĩ danh từ hàng đen mà ám chỉ vào thứ hàng hóa trong chợ đen ấy cũng vẫn là đúng trong làng từ ông hưng cả đến anh dân trắng bạch đinh ai cũng buôn hàng đen cả nên nghề ấy thành công khai vì chính người có quyền cũng làm kia mà và họ coi công việc đó rất thường không còn nghe lương tâm nói ra nói vào gì cả địa thế hàng rất lợi đó là một làng rừng như đã nói nghĩa là biệt tịch trong thâm sơn cùng cốc do vì ở biên giới nên đang đứng ở đây bước qua một bước là đến tỉnh khác bên này mà có cục hành binh cảnh sát là họ ùn ùn dắt trâu bò đi vài thước thì qua tới bên kia đang êm rơ trong các tỉnh miền đông trâu bò trộm được đều tập trung về chợ đó để rồi phân phát trở ra cũng trong các tỉnh miền đông Tất cả các tay trộm trong vùng đều coi làng đó là thánh địa của nghề và luôn luôn đi về không ngớt. Đó là những cuộc hành hương ban đêm mà cả thải tín đồ đều có một lương tâm năng triệu tội ác và những hành lý bốn chân. Làng lại tổ chức châu đáo để đánh thối lui những bọn người theo bò hầu giúp các tên trộm. Nó là kẻ tiếp tế đắc lực cho cái chợ kỳ dị ấy. Phải nói rõ các bạn mới biết theo bò thế nào. Các tay trộm bò trâu thật là tài tình Trâu bò ngủ trong chuồng Mà cổng làm bằng những khúc gỗ to hơn bắp dế Thế mà chúng dắt trâu bò ra dễ dàng như Trương Dực Đức lấy đầu viên thượng tướng địch Mãi đến mấy giờ sau khổ chủ mới hay Thế là họ động viên cả làng Đang đêm đốt đuốc Giác dao mát Men theo dấu trâu bò mà rượt theo trộm Người theo dấu cũng giỏi Bọn trộm có lâm bò trâu ngang qua sông Qua rạch họ cũng tìm được Nhiều khi chúng bó cẳng bò bằng rơm họ cũng không mất dấu họ theo như thế nhiều khi tới ổ nghĩa là tới làng am là chuyên nghiệp thì phải tổ chức châu đáo vì thế mà làng am có cả một đạo binh giáo mát để phản công đánh lui bọn theo bò bọn này luôn luôn thua trận vì binh xa mới đến mệt mỏi vì ít người hơn lại không được huấn luyện hẳn hồi thế mà họ không thưa kiện gì cả mặc dầu biết sào quy kẻ gian vì bọn này lại có nơi bí mật riêng trong rừng để nhốt trâu bò Nhà chuyên trách có đến làng Có khám cũng chẳng tìm thấy gì Trong làng có ông Hương cả nghiệm Là tay hàng đen chúa tệ vốn ông rất lớn Nên hàng năm ông mua ra bán vô Hàng giảng trâu bò Ông ta có đến sáu vợ Mà bà nào cũng nhà cột gỗ gõ Nên đúc hẳn hồi Sống giữa rừng mà ông luôn luôn trong nhà có nước đá, la ve, bánh hộp, nho tươi, bơm, xá lị, vân dân. Người trong vùng gọi ông ta là vua hàng đen nhưng ông ta vua không phải ở chỗ lớn vốn và ăn tiêu sang trọng phàm hễ vua là được người đầu lụy ngự trị trên tất cả ông hương cả nghiệm ngự trị trên hết thảy các tay hàng đen khác vì sao hàng đen trữ xong phải bán muốn bán phải có giấy tờ vì con bò con trâu nào trong nước đều phải có thể căn cước như người ta cả chỉ có một mình hương cả nghiệm là có đủ giấy tờ cho hàng giảng con vật ấy những tay lái khác dầu nhỏ dầu to đều phải đến cầu khẩn ông để lấy thẻ cho bò bác muốn lấy bài chỉ cho một con bò mốc tám xoáy độ bốn tuổi à được hai đồng một thẻ đây này thẻ cũ có lần xếp hẳn hồi có mang dấu vết mắt mưa té ruộng lội sình đây chứ không phải giấy giả mới làm đâu còn dấu tỉnh trưởng chữ ký của phó tỉnh trưởng chữ ký thật đây Ông cả phát thẻ bò như vậy gần 20 năm Người tò mò tìm mãi mới khám phá ra mánh lới của ông ta Ông ta thông đồng với các lò thịt các chú Đặt tiền trước khắp các lò Để lấy độc quyền mua lại thẻ căn cứ Của những con vật bị thịt mỗi ngày Nhà ông cả nghiệm tấp nập khách khứa tứ phương đến đó Mua bò và chuột bò Ông ở cách đó 50 số Và tuần rồi ông có mất trợ một cặp bò phèn ư Cứ tìm đến ông cả nghiệm ông sẽ cho người nhà đưa ông vào rừng nhìn bò ôi bò vô số kể lển nghển trong ấy như rệp ở cách tiệm hút ông nhìn được bò ông là may mắn lắm và cứ mặc cả mà chuột bò lại đừng mong thưa gỡ gì hết ông cả có đủ trăm phương ngàn kế để phi tang hoặc ám hại ông nếu ông dở ngón vả dạ lại người ta làm ăn mà cũng như bao nhiêu cuộc làm ăn khác ai nỡ lật lọng với người ta cho đến cái anh trộm kia cũng là làm ăn Câu chuyện lỗ vốn sau đây mới nghe thì buồn cười Nhưng khi biết rõ cuộc thương mãi này mới thật là chính đáng Một người nông dân già kia ở Tây Ninh Có mất trộm đôi bò thật tốt Ông ta biết thủ phạm là ai Nên tìm đến nhà hắn xin chuột Tên trộm ra giá 80 đồng Thôi mà năm chục là vừa phải mà Không được đâu năm chục thì lỗ tôi quá Ai đời của người ta Mình lấy không người ta nạp tiền để sinh lại mà mình còn than lỗ vốn cái nỗi gì chứ nhưng lỗ vốn thật đó hắn đã mang bò tận AM bán rẻ cho ông cả bây giờ lội rừng mang về phải tốn bao nhiêu là công khó không lỗ vốn đổ công sao được vả lại bọn trộm rất trung thành với ông cả nên cứ muốn nạn nhân đi ngay lại ông mà chuột sở dĩ có sự trung thành này là vì ông cả rất hào hiệp rủi em út đứa nào bị tù ông nuôi vợ con họ tử tế và gửi quà bánh vào khám không ngớt phàm hễ vua là có kẻ muốn xóa ngôi tím vị ông cả giàu sang quá nên gây nhiều đố kỵ và một hôm ông bị đồng nghiệp phản bội dắt lính đến dây tóm trọn ổ bò trong rừng trên hai ngàn con kỳ ấy ông lỗ quá xá nhưng may không rơi vào vòng pháp luật vì không có bằng cớ ổ bò ấy là của ông ông ngán ngẩm thế sự mở đại yến khoản đãi tất cả khách hàng em út gần xa và đồng nghiệp cùng làng trong đó có cả người ám hại ông Và khi tiệc tàn Ông long trọng tuyên bố giải nghệ Ông cả là tài bưu thần trước quỷ Nên không ai tin lời tuyên bố ấy hết Và tiếp tục theo dõi hành động của ông Coi ông còn lôi cái trò gì ra Từ cái túi trăm ngàn kế của ông Nhưng ông cả quả giải nghệ thật Ông đọc truyện tàu Chơi cây cảnh non bộ Hoặc ngao du các tỉnh thành Phú mặt cho bạn bè tranh đua lợi quyền mối men ông dưỡng già như vậy đúng một năm thì lại mở đại yến khoản đại tất cả các người quen biết và rồi cũng tuyên bố ông tuyên bố trở về vào nghề Tình xét đánh này khiến cho những đồng nghiệp của ông rụng rời khủng khiếp như một quốc gia thình lình hay tin một cường quốc lân cận chuẩn bị xâm lăng để cướp nền thành dưỡng của nó đọc suốt được trong thâm tâm bạn ông cả nói rõ để họ yên lòng không tôi sẽ làm lái bò như xưa nhưng không buôn hàng đen nữa mà chỉ buôn hàng trắng thôi. Thế nào là hàng trắng? Là những con bò nuôi lương thiện, buôn bán trong dòng hợp pháp. Người người đều mỉm cười trước lời giải thích của con cáo già ấy. Mấy hôm sau đó, ông cả rau ai có bò già, bò ốm, bò què đem bán rẻ cho ông đặng ông nuôi. Tuy nói là bán rẻ, nhưng họ bán cũng rất là được tiền, cao giá hơn cho bọn đồ tể các chú nhiều nên chi bò lại đi về am đông đảo cùng với những con bò tốt do của trộm năm ấy bò về hưu đổ vào vùng am tấp nập am như thu hút tất cả những phần tử bạc nhược trong nước vì nhà nông nào cũng có một hay vài con bò hết xài để mất công chăng bán thì rẻ quá và cũng không nỡ bán cho lò thịt một người bạn cày sâu cuốc bẩm với họ trong nhiều năm chỉ trong vòng hai tháng là ông cả mua được già hai nghìn con bò ốm và cho tất cả vào sào quyệt riêng của ông trong rừng như các tai hàng đen khác. Bò hàng trắng không cần giấu ai. Ừ, nhưng đem vào rừng có cỏ, có lá nhiều, có lắm bóng mát, suối trong chúng mới mập chứ. Ông cả khoe chắc là đến ra viên bò ấy sẽ cải lão hoàng đồng. Tết năm ấy ông ăn Tết to hơn bao giờ cả. Ăn rằm tháng giêng xong, Ông cả ra đi với vài tên người nhà thân tín Vì cái lần bị bắt ấy Ông đã đổi xào quyệt Và giấu kín không cho bạn đồng nghiệp nào Biết nơi trốn hết Họ hết sức dò la Cũng không tìm được ổ bò của ông Và 10 hôm sau Vào đầu tháng 2 Ông lùa bò về làng Hàng trắng bán công khai mà Tội gì còn phải giấu trong rừng Ồ Những con bò tốt đẹp làm sao Con nào con nấy uống nu uống nút sỡn sơ như thanh niên 18, 20 thơm mùi rừng, thơm hoa dại, thơm cỏ non, chứ không hôi mùi phân chuồng như những con bò khác. Làng sớm rộn rịp lên, khắp hang cùng ngõ hẻm, ruộng khô, đồng vắng, đâu đâu cũng lúc nhút bò của ông cả. Trong những con bò mới thèm làm sao, người đầu tể đoán thấy những bắp thịt mềm dưới làn da non của chúng. Nông già cứ trầm trồ những cẳng bò gân guốc, thịt săn mà gân lại dẻo, móng lại kiên cố như có đóng đế sắt rồi bò về làng vài ngày là bọn lái tứ phương mang đi sạch hết ông cả lại giàu hơn bao giờ bò già nua vẫn rẻ hơn bò của trộm mà bò hoàng đồng bán lại được tiền hơn bò giang đồng nghiệp của ông cả đều le lưỡi nếu họ biết cách nuôi thần thánh của ông thì tội gì họ còn phải đeo đuổi theo cái nghề bất lương và rất có thể vào tù này làm chi nữa nhưng cách nuôi thần tình và tốc hành ấy dân làng rình mò mãi mà không phám khá ra được họ mua chuột người nhà của ông nhưng mấy thằng này đã được trả công phủ phê nên vẫn ngậm câm như hến một năm hai kỳ vào cuối mùa mưa trước và giữa mùa nắng sau ông cả mua bò chăn nuôi và bán bò ông cưới thêm ba cô vợ nữa và hâm sắm xe hơi mua sở cao su dân trong vùng đồn trong ông cả đã chuột bùa trên cao miên về bỏ cho bò ham ăn và mau khỏe lại có người lại quả quyết ông cả vốn giao du rộng nên biết một món thuốc tây rất hiệu nghiệm Do một ông thú ý cho Nhưng sự thật là sao Họ vẫn quan mang không chắc Bây giờ ông cả thật là hương cả Vị tiên chỉ trong làng Trước kia làm nghề xấu Những người tai mắt ở xa Không ai thèm giao thiệp với ông Bây giờ quan chức trong tỉnh tới lui nườm nượp Ai cũng khen ông biết cải tà quy chánh Và nhất là thành công trong nghề khó khăn Nghề chăn nuôi có lần vị tỉnh trưởng tỉnh này hứa xin ông một khuê bài xứng đáng về nông nghiệp ông thành công như vậy trong hai năm liền và một hôm đùng một cái có tin xét đánh là ông cả nghiệm bị bắt khiến cho dân cả miền đông đều kinh ngạc tin rõ ràng ông nghiệm bị bắt giữa rừng mỹ đức cùng với mấy tên người nhà tất cả đang lùa bò tơ của người lào lùa vào rừng sâu để tìm đường đi vòng về am thế là hồi ông cả mua hàng đen bị cảnh sát địa phương bố nhưng lần này cải tà quy chánh Buôn hàng trắng Lại bị cả thống đốc Nam Kỳ đặc biệt chú ý Dầu sao ai cũng khen ông cả là người thâm Phải Trộm bò của người Lào thì dại Chúng sẽ buồn mà không mang bò đến nữa Và vụ trộm to thế nào Cũng kêu gọi một phản động lực cấp tốc của nhà nước Và phương tiện thanh trường sẽ lớn lao Khó mà thoát được Còn đánh tráo bò thì êm rơ Người Lào vốn lười biếng một khi thả bò vào rừng là không thèm dòm đến chúng nữa Họ lại mê tín Thấy bò ốm bò già Ngỡ bò tốt của họ bị ma làm Nên chỉ run sợ mà không rình rập Để khám phá ra quỷ kế Hết chuyện